Lazada. Đó là cái lăng quăng sấy khô dành cho thức ăn cho các cá cảnh. Được giới thiệu là vừa đảm bảo chất dinh dưỡng, vừa tiện lợi mà giá thành rất là rẻ. Mình mua với giá là 44.000 đồng bao gồm luôn cả ship. Lúc qua nó chỉ có 30.000 đồng thôi nhưng mà thêm 11.000 tiền ship nữa. Ngay bây giờ mình sẽ đập hộp nó để xem là lăng quăng sấy khô hay gọi là bọ gậy sấy khô nó sẽ như thế nào. Có thật sự tốt cho các cảnh hay không? Các bạn hãy xem nha. Đóng gói rất là kỹ càng các bạn ạ. Thậm chí là đập hộp còn hơi khó khăn nữa. Có một cái kéo. Mình không giỏi đập hộp đâu. Còn mình cắt đá ra ngoài này. Cắt ra luôn. Ồ, được quảng cáo là lăng quăng sấy khô. Tuy nhiên nó lại là dạng hạt các bạn ạ. Mình cứ tưởng là nó sẽ là những con lăng quăng nhỏ cơ. Đây dành cho gaveta là nhiều và guppy hay là những loài cá cảnh khác để có thể ăn được. Hạt thì khá là nhỏ và mịn, giá tiền thì không quá đắt. Ở đây được ba gói, tức là vào khoảng là 11.000 một gói, cho ăn thì chắc cũng khá lâu đấy. Còn đây là hướng dẫn là cái gì không, cái này chỉ là ở đây mua hàng thôi. Ok, hơi khác so với suy nghĩ của mình. Có thể là hàng của Thái, toàn thấy chữ Thái không thôi. Mình cứ tưởng là sẽ là hình con lăng quăng nhưng mà không sao, bây giờ sẽ cho cá ăn thử nhé. Nhìn kỹ đi. Sẽ cho nó về cái này của mình ăn, vén bèo qua một bên. Khá là bơm ngớp, bắt đầu ăn rồi. Ăn không mạnh như thức ăn thường mình hay cho, có thể là nó chưa quen. Đừng cho ăn nhiều quá nha các bạn. Mùi vị mùi thì cũng giống như các loại thức ăn khác. Ăn đây. Bên này thì ăn mạnh hơn, tại vì bầy này là bầy cá đang lớn. Bầy kia thì đã lớn rồi. Vừa miệng. Bên đây. Có lẽ là thức ăn này mình sẽ dùng để cho ăn thêm thôi. Giá thì cũng không quá rẻ, tại vì thường mình sẽ mua cái bịch 5.000 có màu trắng á để cho cá ăn, thì bịch nó sẽ lớn hơn bình này rất nhiều, nhưng có thể là dinh dưỡng sẽ không bằng bịch này nên mình sẽ cho chúng nó ăn thêm, và cái này là lên màu. Quá nắng quá. Đây, bạn có thấy rõ không?
khá là nắng. Cạnh những cái hồ nuôi này của mình thì có rất là nhiều thằn lằn, thạch thùng á, thạch trùng á. Mình cũng chả biết là nó có ăn cá của mình không, chắc là có, nhưng mình cũng không có cách nào để mà ngăn chặn được nó hết. Thành một nguồn thức ăn đầy dinh dưỡng cho chúng nó. Đầy đấy. Ok. Ở đây mình có chục bầy thôi. Đây là bầy Nemo này. Sẽ dùng loại thức ăn này cho ăn thêm. Rồi, có lẽ video mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé.